trưởng trình bày chủ đề này. Xin mời phó giáo sư. Cảm ơn chủ tọa đoàn và xin chào quý vị đồng nghiệp. Thì hôm nay tôi xin được nói về một cái vấn đề mà ngoài cái vấn đề mà thầy Dũng vừa rồi trình bày đó là viêm phổi rất là thường gặp. Thì cái vấn đề thứ hai cũng thường gặp ở trong các cái bệnh lý nhi khoa, nhất là vào cái thời điểm này, đó là những cái trẻ xuất hiện là cơn hen cấp. Vậy thì đối với trẻ dưới 5 tuổi thì mình sẽ gọi là cơn hen cấp là khi nào? Cơn hen cấp là được xấu đi hoặc là biểu hiện kiểm soát là chưa được tốt của các dấu hiệu hen nó ảnh hưởng đến sức khỏe, khiến trẻ phải đến khám tại các cơ sở y tế hoặc là cần phải điều trị corticosteroid theo đường toàn thân. Và biểu hiện của cơn hen cấp nó có thể bao gồm bất kỳ triệu chứng mà các quý vị đã thấy trên bảng, có thể là đợt ho khè hoặc là hụt hơi cấp, hoặc là một đợt ho tăng lên, nhất là khi trẻ đang ngủ, hoặc là trẻ ly bì hoặc là giảm chơi đùa, hoặc là đứa trẻ giảm ăn hoặc là giảm bú, hoặc là kèm đáp ứng với thuốc điều trị các cơn. Trong khi đó ở trẻ trên 5 tuổi thì Gina người ta định nghĩa rằng là cơn hen cấp là đợt nặng lên của các triệu chứng hen, bao gồm có thể là hụt hơi hoặc là ho hoặc là ho khè hoặc là nặng nhiệt và suy giảm chức năng. Thì đối với trẻ em thì cơn hen cấp nó có thể xảy ra ở bệnh nhân mà trước đó chưa được chẩn đoán hen, hoặc là đôi khi trong thực tế chúng ta có thể gặp là hen là biểu hiện cơn hen cấp xuất hiện là biểu hiện đầu tiên của những đứa trẻ, khiến đứa trẻ nó phải vào viện, đôi khi phải nhập hồi sức hoặc là nhập cấp cứu. Thì cái hen nó thường xuất hiện khi bệnh nhân phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ bên ngoài, có thể là nhiễm virus hô hấp, hoặc có thể tiếp xúc với các dị nguyên hoặc là các yếu tố kích thích, hoặc là không tuân thủ tốt với các cái điều trị mà mình đã chỉ định cho bệnh nhân. Hen nó còn có thể xuất hiện ở một số bệnh nhân không có phơi nhiễm với các yếu tố nguy cơ, và cơn hen cấp nặng có thể xảy ra ở những bệnh nhân bản thân nó bị hen nhẹ hoặc là hen nó kiểm soát tốt, nó vẫn xuất hiện cơn cấp bình thường. Vậy thì trong cơn hen cấp mình sẽ giải quyết như thế nào? Thì trên cái trên hình chúng ta thấy một cái sơ đồ mà nếu mình nhìn mình rất là khó nhớ, nhưng mà mình có thể dễ hiểu, mình có thể tạm hiểu rằng tức là ở giai đoạn đầu với những cái biến đổi về mặt sinh lý bệnh như này thì nó sẽ đưa đến là cái biểu hiện mà chúng ta thấy dễ nhất, đó là co thắt cơ trơn phế quản. Nó xảy ra trong thời gian rất là sớm, trong khoảng là thời gian là khoảng mấy mươi phút đầu, rồi sau đó những cái biến đổi nó mới đưa đến là phù nề niêm mạc đường thở, rồi tăng tiết dịch, rồi là tăng đặc điểm của phế quản. Và chính cái giai đoạn đầu mà nó có biểu hiện chính là co thắt cơ trơn phế quản, cho nên nhiệm vụ của người thầy thuốc lâm sàng là chúng ta sẽ cho là thuốc giảm phế quản ngay từ đầu, và đây là cái thuốc mà chúng ta không thể nào mà bỏ được trong sự trị cơn hen cấp. Còn ở giai đoạn muộn thì cái thuốc chủ lực của chúng ta bây giờ đó là thuốc là corticosteroid. Chính vì thế cái mục tiêu của các cái nhà lâm sàng khi mà chúng ta xử trí cơn hen cấp đó là chúng ta phải cho bệnh nhân thở oxy để duy trì cái độ bão hòa oxy của bệnh nhân ổn định, rồi chúng ta sẽ sử dụng thuốc giảm phế quản để làm giảm tắc nghẽn cái đường thở. Thì thuốc giảm phế quản ở đây chúng ta có thể sử dụng thuốc đồng vật beta 2 tác dụng nhanh và ngắn, hoặc là thuốc kháng đối giao cảm. Và như đã trình bày ở cái phần sinh lý bệnh thì một trong những cái nhiệm vụ chúng ta sẽ cho để mà làm giảm cái quá trình viêm đó là chúng ta sẽ sử dụng cái corticosteroid. Vậy thì trong thực tế lâm sàng khi mà mình nói tới corticosteroid trong sự trị cơn hen cấp thì thông thường mình sẽ nghĩ rằng là mình sẽ cho theo đường toàn thân. Vậy thì cái giải pháp mà mình cho theo cái đường tại chỗ mà chúng ta hãy sử dụng theo đường hít nó có vai trò như thế nào? Thì đối với là cái việc xử trí cơn cấp thì cái corticosteroid dạng hít nó có những cái lợi điểm như thế này. Tức là nếu chúng ta dùng liều cao thì nó sẽ mang lại tác dụng nhanh. Điều này có thể là lúc đầu mình nghe mình thấy là hơi có vẻ là hơi ngược. Vì thường thường khi mà mình nghĩ là một cơn hen cấp khi nó nặng, đặc biệt là khi nó nặng, thì thường thường mình sẽ cho theo đường tĩnh mạch. Nhưng mà liều cao của corticoid dạng hít nó tác dụng nhanh. Cái lợi điểm thứ hai đó là cái corticoid dạng hít nó có tác dụng hiệp đồng với thuốc đồng bằng beta 2 tác dụng nhanh và ngắn.
lời điện thứ ba mà không thể chối cãi được, đó là sau khi chúng ta giải quyết cơn hen cấp xong rồi thì không thể nào chúng ta giải quyết, chúng ta để cho bệnh nhân về nhà như vậy thì chắc chắn sau này bệnh nhân sẽ xuất hiện biểu hiện hen trở lại. Thì cái thứ ba này, lời điện thứ ba này, đó là chúng ta nối tiếp, chúng ta phòng ngừa điều trị tái phát cho bệnh nhân. Và lời điểm thứ tư và chắc ai cũng biết hết, đó là giảm thiểu tác dụng phụ và nối tiếp điều trị duy trì dài ngày cho bệnh nhân sau này. Vậy thì chúng tôi xin phân tích những cái lời điểm. Lời điểm thứ nhất đó là khi chúng ta sử dụng corticoid liều cao thì nó sẽ mang lại tác dụng nhanh rất là nhiều. Là vì sao? Là vì nếu theo cái sơ đồ này chúng ta sẽ thấy, tức là cái corticoid mà nếu mà chúng ta dùng theo cái đường toàn thân hay là đường hít thì nó sẽ có tác dụng theo hai cái cách. Cách thứ nhất người ta gọi là tác dụng thông qua gen, gọi là genomic. Thì cái cách này nó sẽ rất là lâu, nó đi vào trong cái tế bào rồi nó đi qua một loạt các cái chuyển hóa phức tạp rồi mới sinh ra các cái protein rồi mới làm giảm quá trình viêm. Nhưng mà nếu mà chúng ta xét đến cái con đường thứ hai, cái cách tác dụng thứ hai của corticoid, đó là tác dụng mà không qua gen, thì cái này đa phần là corticoid đường hít. Thì nó sẽ rất là nhanh, nó gắn với các cái thụ thể của corticoid trên màng tế bào và nó tác dụng nhanh trong vòng là vài giây hoặc là vài phút, rất là nhanh. Thì khi mà chúng ta xét tới như vậy thì cái con đường qua gen như đã nói, cái thụ thể nó nằm trong tương bào, trong khi con đường không qua gen thì thụ thể nằm ở trên màng tế bào. Và cái cơ chế của các cái corticoid khi mà đi qua gen, theo cái con đường qua gen á, thì nó sẽ điều hòa cái quá trình sao mà gen tiền viêm. Và cái quá trình này nó xảy ra trong thời gian rất là lâu, trong khi cái con đường mà không qua gen nó sẽ ức chế cái việc sử dụng lại các cái catecholamine. Và như đã nói thì cái con đường qua gen nó rất là chậm, nó kéo dài từ vài giờ, có thể là sau vài ngày nó mới có tác dụng, trong khi con đường không qua gen rất là nhanh, chỉ vài giây hoặc là vài phút. Và điều này nó phù hợp với cái việc mà mình xử trí cơn hen cấp ở trẻ em. Và hiệu quả, vì sao cái con đường qua gen nó mang lại hiệu quả, là nó giảm cái mật độ mạch, rồi nó giảm cái tình trạng tăng tụy máu, rồi giảm cái tình trạng tăng tính thẩm thanh mạch và giảm huy động mạch cầu, trong khi cái con đường không qua gen nó giảm cái tình trạng tăng tụy máu là chính. Thì đây là cái sơ đồ mà người ta tổng kết lại, so sánh, người ta đánh giá cái con đường không qua gen của là có cái quyền trên đường thở của bệnh nhân. Vậy thì cái nghiên cứu này người ta tổng hợp lại và người ta nhận thấy rằng nếu mà con đường không qua gen thì nó tác dụng chủ yếu lên là giảm tình trạng tăng tụy máu, và nó xảy ra rất là sớm, rất là nhanh, trong vòng thời gian rất là thời gian sớm ban đầu, trong khi cái con đường không qua gen thì trong khi con đường qua gen thì nó có cả cái tác dụng, tức là giảm cái tình trạng tăng tụy máu, rồi nó là giảm tính thấm, rồi giảm phù niêm mạc đường thở, giảm huy động mạch cầu và giảm cái tăng sinh mạch. Trong cái nghiên cứu của cái tác giả Kuma thì người ta đánh giá cái tác dụng không qua gen của corticoid dạng hít lên cái lưu lượng máu ở niêm mạc đường thở. Thì đối với người bình thường và người bị hen thì người ta nhận thấy rằng bản thân cái người bị hen thì có lưu lượng máu đến niêm mạc đường thở bản thân nó đã nhiều hơn so với người bình thường. Và khi người ta sử dụng cái corticoid hít, nó sẽ gây co mạch và làm giảm cái lưu lượng máu tới cái tế bào niêm mạc đường thở. Và người ta nhận thấy rằng cái tình trạng giảm cái lưu lượng máu này nó thoáng qua, nó xảy ra cao nhất là trong vòng 30 phút sau khi mình hít corticoid, và nó về bình thường là 90 phút sau khi hít. Và cái mốc 30 và 90 về bình thường này nó sẽ là cơ sở cho những cái khuyến cáo mình sử dụng corticoid trong xử trí cơn hen cấp sau này. Và người ta còn nhận thấy rằng cái việc giảm lưu lượng máu này nó còn phụ thuộc vào liều lượng thuốc, và người ta thấy rằng liều cao nó sẽ giảm lưu lượng máu nhiều hơn so với là liều thấp hoặc là liều trung bình. Một cái nghiên cứu khác của tác giả Mendes thì người ta là xem thử là cái cơ chế không qua gen của cái corticoid dạng hít thì nó ảnh hưởng như thế nào đối với là cái sức cản đường thở hoặc là lưu lượng máu là ban đầu ở niêm mạc đường thở.
thì người ta nhận thấy rằng cái khả năng gây co mạch của các cái loại corticoid trên cái niêm mạc đường thở của bệnh nhân nó thay đổi tùy theo cái loại mà mình sử dụng. Thì người ta sử dụng ba loại là beclometasone, fluticasone và budesonide, thì người ta thấy rằng cái khả năng gây co mạch của các cái thuốc này nó thay đổi là từ 1 cho tới 1.9 hoặc là 2.7 tương đương với budesonide, với cái mức liều tương ứng là từ 2.600 hoặc cho tới 1.300 hoặc là tới 970 microgram. Thì mình thấy ở đây là budesonide là mặc dù cái liều nghiên cứu người ta dùng là thấp nhưng mà cái khả năng gây co mạch nó rất là cao, chiếm tới 2.7. Một cái nghiên cứu khác của Belda và cộng sự, thì cái nghiên cứu này người ta xác định tới là cái khả năng kháng viêm của là fluticasone hít liều cao so với là prednisone uống trong xử trí cơn hen cấp. Thì người ta nhận thấy rằng là cái fluticasone hít liều cao nó có tác dụng giảm viêm đường thở nhanh và mạnh hơn so với prednisolone. Nó thể hiện bằng cái là nồng độ bằng số lượng phần trăm của là bạch cầu ái toán ở trong đàm của bệnh nhân. Tuy nhiên những cái tác dụng khác, ví dụ như là tác dụng làm giảm thoát huyết tương hoặc là giảm tắc nghẽn đường thở và cải thiện triệu chứng lâm sàng á, thì dựa cái fluticasone hít so với là prednisolone trong cơn hen mức độ trung bình là tương đương nhau, nó không có khác nhau. Và người ta đi đến kết luận rằng nếu chúng ta phối hợp sớm cái corticoid hít với là prednisolone uống nên có thể hiệu quả hơn đối với prednisolone đơn thuần trong xử trí cơn hen cấp ở trẻ em. Cái tác giả Rodrigo, đây là một cái tác giả người ta nghiên cứu rất là sâu về cái vai trò của là corticoid dạng hít trong cơn hen cấp ở trẻ em. Thì khi người ta làm cái đánh giá lại cái vai trò của là corticoid dạng hít trong việc làm giảm tỷ lệ nhập viện và là tăng cái khả năng xuất viện trong vòng 4 giờ đầu tại khoa cấp cứu đối với những trẻ bị cơn hen cấp, thì người ta nhận thấy rằng là ở trẻ em và người lớn bị cơn hen cấp, nếu mà chúng ta sử dụng corticoid hít thì nó sẽ có hiệu quả làm giảm nhập viện, giảm tỷ lệ nhập viện rất là nhiều so với cái nhóm mà không sử dụng kèm với là corticoid hít. Và cái tỷ lệ mà chúng ta cho bệnh nhân ra khỏi khoa cấp cứu nó cao hơn ở nhóm sử dụng corticoid hít so với là cái nhóm mà không sử dụng corticoid hít. Trước đây thì vào năm 1999 thì ở bên Ấn Độ, một cái tác giả Shinji, thì người ta là nghiên cứu so sánh là ở là 60 trẻ từ 3 cho tới 13 tuổi bị cơn hen cấp mức độ trung bình. Thì người ta so sánh cái nhóm sử dụng là salbutamol cộng với budesonide với cái nhóm sử dụng salbutamol cộng với là giả dược. Thì cả hai nhóm này người ta nhận thấy rằng là cái việc mà giảm cái tần số thở là ở cái nhóm mà can thiệp cái nhóm là nhóm chính là có khác biệt. Rồi cái việc cải thiện cái thang điểm mà siêu hô hấp nó cũng có ảnh hưởng, và cái việc cải thiện là cái thông số là peak flow ở trên bệnh nhân nó cũng cải thiện. Và người ta đưa đến kết luận rằng là cái việc phối hợp sớm budesonide, thì khi mình sử dụng với là cái bình xịt đỉnh liều cộng với buồng đệm với salbutamol trong xử trí cơn hen cấp mức độ trung bình tại khoa cấp cứu, nó giúp cải thiện cái triệu chứng nhanh và giảm nhu cầu phải nhập viện. Một cái nghiên cứu khác của tác giả Espada, thì cái nghiên cứu này người ta phân tích là cái việc phối hợp giữa salbutamol và fluticasone trong cái xử trí cơn hen cấp mức độ trung bình tại khoa cấp cứu. Thì đây là một cái nghiên cứu người ta thiết kế là trên 150 trẻ là bị cơn hen cấp, người ta chia làm 3 nhóm. Nhóm đầu tiên là người ta chỉ cho salbutamol thôi, là ở 3 thời điểm. Nhóm thứ hai người ta cho salbutamol ở thời điểm ban đầu, rồi sau đó cho salbutamol kết hợp với fluticasone, và sau đó là cho salbutamol kết hợp với fluticasone. Và nhóm thứ ba là cho kết hợp ngay từ đầu salbutamol cộng fluticasone. Thì cái nghiên cứu này nhóm tác giả đưa đến kết luận là ở trẻ em bị cơn hen cấp mức độ trung bình, thì cái việc mà khí dung salbutamol cộng với là fluticasone với tổng liều là 1.500 microgram nó sẽ giúp cải thiện triệu chứng là sau 2 giờ tốt hơn cái nhóm mà mình sử dụng salbutamol đơn thuần hoặc là nhóm sử dụng với là fluticasone liều thấp. Một cái nghiên cứu gần đây ở Nhật Bản do Yanagida
Thì đây là cái tác giả nghiên cứu trên cái đối tượng trẻ dưới 5 tuổi là bị cơn hen cấp. Thì cái nhóm tác giả này người ta sử dụng là budesonide cộng với là procalterone. Đây là một cái thuốc là đồng vần beta 2 tác dụng nhanh. Thì người ta chia làm hai nhóm. Thì người ta nhận thấy rằng cái nhóm mà mình có phối hợp giữa procalterone với là cái budesonide so với cái nhóm mà mình sử dụng là procalterone với là methylprednisolone thì cái tỷ lệ mà cải thiện cái tháng điểm lâm sàng của hen nó không có khác biệt giữa hai nhóm. Nhưng mà cái nhóm mà sử dụng budesonide thì nó sẽ khác biệt so với cái nhóm sử dụng là methylprednisolone ở cái điểm đó là cái tần suất sử dụng cái thuốc mà đồng vần beta 2 nó ít hơn so với cái nhóm mà mình không sử dụng là budesonide. Cho nên điều này nó có tác dụng rằng là khi mà mình phối hợp với budesonide với là đồng vần beta 2 tác dụng ngắn, nó có tác dụng hiệp đồng. Một cái nghiên cứu khác cũng tại Nhật Bản mới gần đây năm 2017 thì cái nghiên cứu này người ta sử dụng là budesonide với liều cao ở trong xử trí cơn hen cấp ở trẻ là dưới 3 tuổi. Thì ở cả hai cái nhóm mà nghiên cứu là phối so sánh giữa budesonide và prednisolone tiêm tĩnh mạch thì người ta đều có phối hợp với là procalterone cả. Thì cả hai nhóm này nếu mà các anh chị để ý trên mình á thì cái thời gian mà kho khe nó không khác biệt, thời gian sử dụng steroid không khác biệt, rồi bệnh nhân có biểu hiện là giảm oxy máu cũng không khác biệt, thời gian sử dụng phải thở oxy cũng không khác biệt. Chỉ có cái khác biệt vô cùng quan trọng đó là cái nồng độ cortisol huyết thanh nó không giảm ở nhóm sử dụng là khi dùng liều cao budesonide, không giảm. Và điều này chứng tỏ rằng là nếu mình sử dụng cái budesonide phối hợp với là đồng vần beta 2 tác dụng ngắn thì nó ít tác dụng phụ toàn hơn, toàn thân hơn cho bệnh nhân. Và đây là cũng là điểm về mặt là tác dụng phụ của bệnh nhân khi mà sử dụng các cái thuốc mà có cái quỹ. Rồi cái nghiên cứu khác của tác giả Alan Gary thì đăng trên tạp chí Chest năm 2014 so sánh là cái việc là mình phối hợp budesonide cộng với là prednisolone theo đường toàn thân trong sự trị cơn hen cấp như thế nào. Thì ở cả hai nhóm thì người ta thấy điều trị chuẩn là salbutamol hoặc là ipratropium và prednisolone. Thì so sánh giữa hai nhóm này thì người ta nhận thấy rằng là cái tỷ lệ bệnh nhân nhập viện ở nhóm mà budesonide là nó giảm hơn rất là nhiều, giảm hơn tới 58% so với là cái nhóm mà mình sử dụng giả dược. Hoặc là một cái nghiên cứu của Razi trong thời gian gần đây thì người ta là xem xét cái việc mà phối hợp giữa budesonide dạng hit với các cái liệu pháp điều trị chuẩn là có làm rút ngắn được thời gian nằm viện của bệnh nhân khi bị cơn hen cấp hay là không. Thì người ta nhận thấy rằng là tỷ lệ bệnh nhân nhập viện ở nhóm điều trị budesonide là thấp hơn so với là giả dược ở cái thời điểm là 48 cho tới 72 giờ và ở thời điểm là 144 giờ sau khi bệnh nhân là xuất hiện cơn cấp. Cái lời điểm thứ ba như tôi đã trình bày là ban đầu đó là khi sử dụng cái corticosteroid dạng hit thì nó sẽ làm giảm cái phòng ngừa được cái tình trạng tái phát bệnh của bệnh nhân. Thì trên một cái nghiên cứu gộp đăng trên cái hệ thống thư viện Cochrane của tác giả Edmond thì người ta nhận thấy rằng là cái tỷ lệ tái phát hen vào ngày thứ 7 cho tới ngày thứ 10 ra khỏi khoa cấp cứu ở cái nhóm mà mình sử dụng là ICS nó tương đương với nhóm là uống corticoid. Nhưng mà cái tỷ lệ này nó là vào ngày thứ 16 cho tới ngày 21 sau khi ra khỏi cấp cứu ở nhóm mình sử dụng corticoid hit, nó ít hơn cái nhóm uống là corticoid. Và điều này nhận thấy rằng là cái việc mà mình sử dụng là cái corticoid theo dạng hit nó sẽ phòng ngừa được tái phát về lâu về dài. Cùng một cái nghiên cứu khác của tác giả Rowe trước đây thì người ta xem thử là nếu mà mình phối hợp giữa budesonide hit với là corticoid uống thì nó có thể phòng được cái việc mà tái phát hen sau khi mình ra khỏi phòng cấp cứu hay là không. Thì nhóm tác giả này nhận thấy rằng là hiệu quả tối ưu của budesonide nó đạt được vào ngày thứ 10 và sau thời gian này tái phát người ta nhận thấy là ít khi xảy ra. Một cái nghiên cứu khác nữa ở Hoa Kỳ trên một số lượng bệnh nhân lớn thì đây là một cái nghiên cứu do tác giả Camargo
còn so sánh giữa cái mối liên quan giữa cái việc điều trị hen với cái những cái cơn hen cấp mà tái phát của bệnh nhân như thế nào. Thì đây là một nghiên cứu trên 10.000 đứa trẻ dưới 8 tuổi cho thấy là những cái trẻ mà sử dụng budesonide khí dung á, nó có tỷ lệ tái phát cần phải nhập viện hoặc là cần phải cấp cứu sau 1 năm nó thấp hơn so với tất cả các cái nhóm còn lại, thấp hơn rất là nhiều so với nhóm còn lại. Và cái lợi điểm thứ tư của corticoid mà khi chúng ta sử dụng trong cái cơn hen cấp ở trẻ em đó là dĩ nhiên là giảm thiểu tác dụng phụ và giúp cho chúng ta nối tiếp điều trị duy trì trên bệnh nhân. Thì sở dĩ vì sao mà giảm thiểu tác dụng phụ thì cái nghiên cứu mới đây năm 2015 ở tại Nhật Bản của tác giả Janajida, thì tác giả này đánh giá rằng ở tại thời điểm xuất viện, nếu mình nhìn trên cái sơ đồ này ở đây, thời điểm xuất viện thì nồng độ cái cortisol được định lượng á, buổi sáng á, ở cái nhóm mà khí dung budesonide nó cao hơn so với là cái nhóm mà mình sử dụng là methylprednisolone. Đấy, mình thấy ở đây này, cái nhóm là methylprednisolone nó nồng độ nó thấp chỉ có 8 thôi, trong khi cái nhóm mình sử dụng budesonide nó lên tới là gần 14. Và trước đây thì tác giả Winston thì người ta làm nghiên cứu xem thử là cái tác dụng phụ của budesonide so với là prednisolone và so với giả dược như thế nào. Thì budesonide người ta dùng với liều là 1mg một ngày, tức là 1.000 microgram ngày, rồi sau đó 2mg ngày hoặc 4mg ngày, so với là prednisolone dùng với liều 5, 10 và 20mg trên ngày. Thì người ta nhận thấy là nồng độ cortisol mình đó được lúc 8 giờ sáng á, ở cái nhóm mà budesonide nó không có giảm nhiều so với là cái nhóm là prednisolone. Và điều này chứng tỏ là budesonide nếu mình dùng ngay cả dùng với liều cao như vậy, nó cũng ít tác dụng phụ toàn thân hơn cho bệnh nhân. Một cái nghiên cứu cũ thôi, nhưng mà trên rất là nhiều bệnh nhân, trên 7.221 bệnh nhân kéo dài trong 3 năm ở trẻ em trên 5 tuổi và người lớn, thì so sánh giữa cái tác dụng phụ của budesonide với giảm dược như thế nào. Thì đây là chúng ta nhận thấy là các cái tác dụng phụ tại chỗ mà khi mình sử dụng corticoid dạng hít mình hay gặp. Thì so với là giảm dược thì tác dụng phụ tại chỗ của budesonide nó không khác biệt gì so với là giảm dược. Cho nên mình yên tâm mình sử dụng với rất ít tác dụng phụ tại chỗ. Và một cái nghiên cứu gộp được công bố trong thời gian gần đây thì người ta nhận thấy rằng là cái tốc độ phát triển chiều cao mà nếu mà mình so giữa các cái nghiên cứu đánh giá về việc sử dụng là corticoid dạng hít thì nó không khác biệt giữa các cái nhóm và không khác biệt so với nhóm chứng. Cho nên chúng ta có thể yên tâm sử dụng là corticoid hít, không ảnh hưởng đến là tác dụng phụ toàn thân cho bệnh nhân. Vậy thì điểm qua là 4 cái ưu điểm mà khi chúng ta sử dụng là corticoid hít trong xử trí cơn hen cấp. Vậy thì sau khi mà chúng ta biết được các cái ưu điểm này, các cái cơ chế tác dụng này, thì cái vai trò hoặc là sự xuất hiện của corticoid hít trong cả cái hướng dẫn xử trí cơn hen cấp của chúng ta và trên thế giới như thế nào? Thì đây là cái khuyến cáo mà của Hội Hô hấp Việt Nam và Hội Nhi khoa Việt Nam đưa ra năm 2016, sau đó là Bộ Y tế chủ thuộc và áp dụng cho các cơ sở y tế trong cả nước. Thì trong cái hướng dẫn này thì người ta nhận thấy rằng là chỉ sử dụng là cái corticoid ở liều cao ở trong trường hợp bệnh nhân nặng hoặc là nguy kịch, sau một giờ mình đánh giá mà nó đã có hoặc không. Thì tôi nghĩ với những cái mà chứng cứ chúng ta có được thì chúng ta trong tương lai hy vọng rằng chúng ta có thể là điều chỉnh lại hiện tại các hướng dẫn này và cho phép là có thể sử dụng được. Ở nước ngoài thì Gina thì trong cái mà phiên bản mới nhất năm 2018 thì người ta cũng là cân nhắc, người ta đưa ra là cân nhắc sử dụng một phòng thiết quy thiết liệu cao trong trường hợp cân nhắc cấp bức cực. Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng corticoid hít như vậy thì chúng ta dùng loại thuốc nào, chúng ta dùng liều như thế nào và khoảng cách lặp lại liều như thế nào. Thì khi mà chúng ta sử dụng trong cơn hen cấp thì chúng ta có thể dùng ở những bệnh nhân bị cơn hen cấp nặng không đáp ứng hoàn toàn với điều trị ban đầu, thì cái này là phù hợp với là khuyến cáo hiện tại. Và lưu ý với là quý vị đồng nghiệp, tức là chúng ta không thể nào bỏ được cái mà thuốc giãn phế quản
Đấy, chúng ta phải phối hợp với là thuốc đồng vần beta 2 tác dụng ngắn. Và theo cái chứng cứ mà chúng ta có được thì chúng ta nên lặp lại liều mỗi 10 cho tới 30 phút trong vòng 90 cho tới 120 phút. Là vì cái tác dụng làm co mạch, làm giảm cái lưu lượng máu tới niêm mạc đường thở, nó đỉnh điểm là 30 phút sau khi sử dụng corticoid và nó trở về bình thường 90 phút, cho nên chúng ta phải lặp lại và trong 90 cho tới 120 phút đầu tiên. Và nếu chúng ta chọn thì chúng ta có thể ưu tiên chọn budesonide hoặc là fluticasone hơn là beclometasone. Thì cái beclometasone hiện tại chúng ta chưa có nhiều ở thị trường trong nước. Và khi chúng ta dùng như vậy thì cái liều mà tối thiểu có hiệu quả đó là 500 microgram fluticasone chỉ dùng mỗi 15 phút, hoặc là 800 microgram budesonide chỉ dùng mỗi 30 phút, hay là 400 microgram budesonide bình xịt tiền liều, hoặc là 500 microgram fluticasone bình xịt tiền liều. Tuy nhiên cái trở ngại của chúng ta gặp phải đó là cái hàm lượng thuốc mà chúng ta có ở thị trường trong nước. Ví dụ budesonide chúng ta có ở thị trường trong nước là hàm lượng là 500 microgram trong 2 ml. Vậy thì đối với trường hợp cơn hen cấp mà nếu chúng ta sử dụng liều cao thì mình chỉ sử dụng được là budesonide khí dung là với cái liều là 500 hoặc là 1000 microgram một lần phun khí dung cho bệnh nhân. Thì để kết luận lại cái bài báo cáo này, tôi xin tóm tắt lại một số điểm như thế này. Cơn hen cấp có thể xảy ra ở mọi lứa tuổi và bất kỳ lúc nào ở mọi trẻ bị hen. Và để xử trí cơn hen cấp thì chúng ta nên cho bệnh nhân thở oxy rồi giảm tắc nghẽn đường thở bằng các cái thuốc làm giảm phế quản, và thứ ba là giảm kiểm soát cái viêm niêm mạc đường thở và dự phòng tái phát bằng corticoid. Mà cái ưu điểm của là corticoid dạng hít trong xử trí cơn hen cấp đó là liều cao, nó mang lại tác dụng nhanh hơn rất là nhiều so với đường toàn thân, và tác dụng nó có tác dụng hiệp đồng với các cái thuốc đồng vần beta 2 tác dụng ngắn, nó phòng ngừa được tái phát cho bệnh nhân, và quan trọng đó là giảm thiểu tác dụng phụ và nối tiếp điều trị duy trì dài ngày cho bệnh nhân sau này. Thì mặc dù hiện tại nó chưa có những cái chứng cứ thống nhất, nhưng mà nếu chúng ta cân nhắc sử dụng thì chúng ta cân nhắc sử dụng là budesonide hoặc là fluticasone. Và nếu chúng ta sử dụng budesonide thì chúng ta có thể dùng với liều là từ 500 cho tới 1000 microgram một lần sử dụng cho bệnh nhân. Và chúng ta quan trọng là chúng ta phải lặp lại liều là mỗi 15 cho tới 30 phút trong vòng 90 cho tới 120 phút đầu tiên. Vâng, xin cảm ơn